Top 11 công dụng kỳ diệu của quả lựu đối với sức khỏe. Là loại trái cây cung cấp nguồn dưỡng chất dồi dào cho cơ thể như các loại vitamin A, C, E cùng một số dưỡng chất quan trọng khác, nên quả lựu được người người nhà nhà ưa thích. Vậy bạn đã biết những công dụng tuyệt vời với sức khỏe mà quả lựu mang lại dưới đây chưa? 1. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Ăn lựu giúp bạn hỗ trợ sự đàn hồi của các động mạch và làm khả năng bị viêm các mạch máu trong cơ thể. Quả lựu cũng được biết đến với công dụng làm giảm sơ vữa động mạch, nguyên nhân chính gây ra các cơn nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Do đó, hãy uống nước ép lựu mỗi ngày để làm giảm nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch và duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh nhất. 2. Ngăn chặn mảng bám răng các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định rằng nước ép từ quả lựu còn tốt hơn các loại nước xúc miệng có trên thị trường. Chính chiết xuất hydroalcoholic có trong trái lựu sẽ làm giảm gần 84% sự hình thành các loại mảng bám cứng đầu trên răng, từ đó tránh nguy cơ xỉn màu hoặc sâu răng. 3. Ngừa ung thư Ăn liệu thường xuyên có thể giúp bạn ngăn ngừa và đẩy lùi một số bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, ung thư da hoặc ung thư phổi do một số hợp chất có sẵn trong trái liệu có thể kháng viêm, kết hợp với chất chống oxy hóa và polyphenol giúp tiêu diệt các gốc tự do tồn tại trong cơ thể, ức chế sự tăng trưởng tự nhiên của một số tế bào ung thư và khiến chúng chết dần, chết mòn rồi biến mất. 4 tăng cường hệ miễn dịch, vitamin c, chất chống oxy hóa trong trái liệu sẽ kích thích sự sản xuất các kháng thể, tăng cường sức mạnh của hệ miễn dịch. do đó ăn liệu thường xuyên bạn sẽ có một hệ miễn dịch khỏe mạnh bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các mầm bệnh từ môi trường sống, duy trì trạng thái cân bằng của thể lực và các hệ cơ quan. 5. điều hòa huyết áp lượng axit puninic là một trong những dưỡng chất quan trọng có trong trái lựu để làm giảm cholesterol và triglycerid trong máu từ đó điều hòa huyết áp, hạ huyết áp ở những người mắc chứng cao huyết áp. Đây là lý do mà các bác sĩ khuyến khích bệnh nhân cao huyết áp nên bổ sung một cốc nước ép lựu trong ngày. 6. Chống lão hóa Dấu hiệu luôn là nỗi ám ảnh với các chị em nên các bí quyết hay sản phẩm dưỡng da níu kéo tuổi thanh xuân. Luôn được săn lùng, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể chống lão hóa đơn giản, không tốn kém, bằng cách uống nước ép lựu mỗi ngày. Polyphenolic có trong trái lựu là chất chống oxy hóa, mạnh nhất, giúp làm chậm lại quá trình lão hóa, giúp chị em có làn da tươi trẻ, lắng mịn. 7 làm dịu dạ dày. Những ai đang gặp các vấn đề trục trặc ở dạ dày có thể tăng cường ăn liệu Từ xa xưa trái liệu đã được dùng để điều trị các vấn đề như tiêu chảy, kết lị do các enzyme hỗ trợ tiêu hóa được tăng cường khi ăn liệu 8. Hỗ trợ sụn. Ăn liệu thường xuyên cũng giúp ức chế các enzyme gây tổn hại cho sụn, từ đó giảm nguy cơ bị viêm khớp và các vấn đề về xương. Do đó để cho xương chắc khỏe mỗi ngày, bạn nên kết hợp luyện tập với uống nước ép từ trái liệu cũng như các sản phẩm giàu canxi khác trong khẩu phần dinh dưỡng. 9. Rất tốt cho bà bầu, vitamin, khoáng chất và axit folic có trong trái lựu chính là những dưỡng chất vàng cho quá trình mang thai. Hàm lượng sắt có trong quả lựu giúp tái tạo máu nhanh để đủ nuôi dưỡng cả mẹ và thai nhi. Các chất chống viêm giúp mẹ thoát khỏi các bệnh lý nguy hiểm trong giai đoạn mang thai nhạy cảm. Kali giúp khắc phục trứng chuột rút hay gặp ở phụ nữ mang thai và ngăn ngừa nguy cơ sinh non. 10. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer Alzheimer là căn bệnh khá phổ biến ở những người cao tuổi khi mà các hệ cơ quan đã bắt đầu thoái hóa, não bộ không khỏe mạnh như trước, lại một lần nữa các chất oxy hóa trong trái liệu phát huy tính năng tuyệt vời của chúng. Đó là làm sụt giảm đáng kể các protein gây hại, thủ phạm chính gây ra bệnh Alzheimer. 11. Phòng chống liệt dương với lối sống thoáng như hiện nay thì việc phải đối mặt với các bất thường sinh dục không còn quá xa lạ ở nam giới, điển hình trong số đó là căn bệnh liệt dương nguy hiểm. Nước ép từ trái liệu sẽ giúp phái mạnh tăng cường sinh lực, thanh toán các triệu chứng khó chịu mà liệt dương gây ra, từ đó giúp các cặp vợ chồng đang ngày đêm mong ngóng có con vui chào đón tin vui. Bạn nên thường xuyên ăn liệu để thu nạp những lợi ích tuyệt vời mà loại trái cây này đem lại. Bên cạnh món nước ép lựu hấp dẫn, bạn cũng có thể làm salad, làm sinh tố hoặc trực tiếp ăn trái lựu chín mỗi ngày.